Xin chào cả nhà mình nhé. Phiên sáng của ngày 25 tháng 12 năm 2021. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên chia sẻ với các bác rất là nhiều dòng hoa Tết. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 89 2229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc, phí ship bên nhà em là đồng giá là 40.000 một đơn hàng. Có nghĩa là các bác mua 1 cây cũng 40.000 và 10 cây cũng 40.000. Và bên nhà em là không bao ship, tất cả các mặt hàng bao ship hay không bao ship thì họ tính ra giá thành sản phẩm hết nhá. Cho nên là các bác cứ yên tâm mua, nhà em giá chuẩn. Ngoài ra là nhà em còn rất nhiều là hàng châu khủng. Các bác cứ inbox giá, inbox vào Zalo có cho em sẽ quay chi tiết báo giá đến từng cây một cho các bác. Đây này, toàn hàng khủng nhá, hoa ra chuẩn Tết luôn. Sau đây em sẽ vào giới thiệu với các bác từng mã hàng một ạ. Hồ điệp siêu hoa nhà em về hàng nha các bác nhá. Đẹp không các bác? Ôi dồi ôi, hoa nó lung linh rực rỡ luôn. Em hôm nay em về 3 màu nha các bác nhá. Đây, màu đây, màu thứ nhất nhá. Đây là màu thứ hai này. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Và đây là cái màu thứ ba, màu vàng tuyền. Em sẽ đánh số là màu đầu tiên là màu số 1 này, là màu này này. Đấy, số 2 là màu này. Và số 3 là màu này. Thì em sẽ đánh dấu như vậy để khi các bác mà em sẽ bán combo 350.000 ba chậu. Khi các bác có thể lấy ba chậu ba màu chẳng hạn, hoặc các bác có thể lấy ba chậu một màu, thì các bác cứ nói cho số 1, số 2, số 3 cho em. Đây em sẽ bán combo như thế này. Một chậu của nó trung bình nó có từ 3 ngồng trở lên các bác nhá. Nó có từ 3 ngồng trở lên. Đấy, nó tùy theo màu hoa. Đây em sẽ để xuống đây em bán combo. Nó có thể 3 ngồng và có thể 4, 5 ngồng. Thì nó tùy nha các bác nhá. Rất là khó. Có thể là 4, 5 ngồng. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đây. Thì em sẽ bán sơ di, thô sơ di từ 3 ngồng trở lên. Em bán 350, 3 màu 3 ngồng đây. Đấy các bác nhìn thấy chưa? 3 màu 3 chậu đây. Đấy, sơ di 350.000 3 chậu và không có phí ship nha các bác nhá. Các bác vui lòng cộng thêm cho em phí ship. Mà có cái ưu điểm là thi thoảng nó có cái khuyết điểm, thi thoảng lá nó hơi bị sức sước một tí thì các bác cũng thông cảm. Em bán hàng hoa. Đấy. Hàng này hàng hoa phân nhánh các bác nhá. Hàng hoa phân nhánh. Đấy. Các bác nhìn đấy. Hàng đang nụ đang hoa, cái này hoa thì cực kỳ là bền luôn. Em bán theo sơ di từ 3 ngồng trở lên, hoa cực kỳ là bền, chơi phải 3-4 tháng. Mình bày nhà mình bày chỗ nào cũng được. Đấy. 350k 3 chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Đây em nói lại là màu này, màu số 1 này. Đấy, màu số 1 này. Màu này là màu số 2 này. Để các bác nhìn thấy chưa? Màu số 2 nhá. Và cái màu vàng tuyền này là màu số 3 nhá các bác nhá. Đấy, màu số 1, số 2, số 3. Đây là cái lò vũ nữ sô cô la nhá. Úi trời ơi, thơm quá các bác ơi, có một bông hoa mẫu ở đây mà thơm cực kỳ luôn. Đây, mặt hoa thực tế đây các bác nhìn thấy chưa? Yêu lắm cơ. Một chậu như thế này này. Cái bông hoa nó nếu mà nó độ đặt độ dài này các bác nhìn này, dài cả mét cái bông hoa này luôn. Đấy là cái bông hoa này nó còn chưa phát triển hết nhá các bác nhá. Đây em nói không sai này. Em đặt xuống đất cho các bác xem đấy. Em đo găng tay đây. Dài chưa? Dài đến tận đây nhá các bác nhá. Dài lắm ấy. Này, một cái bông này nó có sẽ phân nhánh này. Phân nhánh sau này nó nở ra một cái bông này, nó sẽ đạt tối đa hàng trăm bông hoa nhỏ li ti nhá các bác nhá. Mà nói đến mùi thơm này, đây có mỗi một chậu thôi mà thơm thơm dứt hết cả đầu nữa các bác này. Vũ nữ sô cô la, một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Em chia sẻ đến các bác giá 200 một chậu nhá. Chậu nào cũng đang có nụ nhá các bác nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship, củ siêu to này. Đây, củ siêu to luôn. Và nó vẫn đang tiếp tục đẻ con nhá. Vẫn đang tiếp tục đẻ con. Các bác mua thì cũng phải nên tinh ý là cái giá thành ấy nó lung tung lắm, nhưng mà mình phải xem cái chất lượng chậu cây đấy như thế nào. Nhà em thì
Mua rẻ em bán rẻ nha các bác nhá. 200k một chậu. Mặt hoa đây, thơm lắm cơ. Tiếp theo đây là cái một dòng hoa là vũ nữ mèo cam nha các bác nhá. Ui, thơm. Siêu thơm luôn các bác ơi. Đây em có một chậu mẫu em để đây cho các bác xem nhá. Siêu đẹp luôn. Một chậu vũ nữ như thế này. Hoa này, cái dấu nói về dòng hoa vũ nữ, hoa nào nó cũng đỏ tầm 4-5 tháng nó mới tàn nha các bác nhá. Mèo cam nhá, tên em nó là mèo cam này các bác nhìn này. Đẹp chưa? Một cái bông này này, nó đỏ ra phải hàng mấy chục bông nhỏ nhá các bác nhá. Một cái cần bông này, vẫn còn đang tiếp tục về. Đây này, cái thậm chí có cái cần bông này nó phải ra hàng trăm bông nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn thấy chưa? Dài chưa? Nó vẫn tiếp tục mọc và sau này nó sẽ phân nhánh nó ra bông, những cái bông hoa nhỏ li ti đến cho mình. Một chậu vũ nữ mèo cam này em chia sẻ đến các bác, giá cũng cực kỳ mềm luôn, 200k nhé các bác nhá. Giá trên cũng chưa bao gồm phí ship, các bác vui lòng cộng thêm tiền ship cho em. Mặt hoa thực tế đây. Đấy, mặt hoa thực tế đang nở đây. Chậu đây. Đấy. Tiếp theo đây là một cái dòng hoa vũ nữ anh đào. Anh đào và dòng hoa vũ nữ ngọc nữ nha các bác nhá. Tên em nó là ngọc nữ. Đầu tiên em giới thiệu các bác cái dòng hoa ngọc nữ này. Mặt hoa thực tế ở đây. Đấy các bác nhìn thấy không? Thơm lắm. Nói về cái dòng hoa vũ nữ thì em cũng không phải giới thiệu nữa. Hoa nó nở 4-5 tháng luôn. Thơm ơi là thơm luôn, rứt hết cả đầu. Chậu nào cũng đang có nụ nhá. Một chậu như thế này em bán cho các bác, hàng đang nụ này, 180.000 một chậu nhá. 180.000 một chậu hoa ngọc nữ. Đây, 180.000. Tiếp đến là em giới thiệu các bác một cái dòng hoa gọi là cũng là siêu thơm luôn, thơm lắm. Vũ nữ hoa anh đào nhá. Vũ nữ hoa anh đào các bác nhìn đi, nở đúng như màu hoa đào luôn chưa. Đấy, vũ nữ hoa anh đào nhá. Úi dồi ôi, rứt hết cả đầu luôn các bác. Cái này mà treo ở trong nhà thì thôi đấy, tắc thở luôn. Tối đến mà đóng cửa vào thì không nhịn được đâu. Hàng này em chia sẻ đến các bác 150.000 một chậu như này. Hàng đang có nụ như các bác nhá. 150.000 một chậu. Trông nó như là những vì sao ấy các bác ạ. Đấy, 150.000 một chậu. Nhưng khi các bác mua kèm một chậu ngọc nữ và một chậu hoa anh đào như thế này, em chia sẻ đến các bác giá 300.000 một cặp nhá. Rẻ hẳn 30.000. Em chia sẻ 300.000 một cặp. Hàng đang có nụ này. Nụ chi chít luôn các bác nhá. Nụ chi chít trông nó như là những vì sao biển ấy. Đấy. Siêu thơm luôn. Thơm lắm, ở đây có mỗi mấy bông hoa nó nở bói mà đã thơm cực kỳ rồi. Hoa thơm nâu tàn, 4-5 tháng mới tàn nha các bác nhá. Em không phải giới thiệu về riêng về dòng vũ nữ, loại nào cũng hoa nở nâu tàn. Siêu thơm luôn. Đây là cái lô đai châu rừng bóc nhá. Đai châu rừng bóc em thanh lý. Thanh lý vì tội gì? Vì tội cuối năm này. Nhà vườn hết tiền này. Thanh lý để thu hồi vốn về nhá. Năm Covid. Nó thi thoảng nó bị một cái vết này. Hoặc là bị một cái vết này. Hoặc bị một vết cắt nhưng mà rất ít, thi thoảng thôi. Nó sẽ có cây to, cây to, cây nhỏ. Cái vết này là cái này là cái thuốc bổ đấy các bác nhá. Cây to, cây nhỏ. Ví dụ như cây to này thì một cân đến là 2 cây. Còn cây nhỏ nó có thể là 4-5 cây. Đây em cho các bác xem cái sơ di 5 cây đây. Sơ di 5 cây 1kg đây. Đây các bác nhìn đây này. Đấy, nó có một cái vết này. Đây là thi thoảng thôi. Còn cây này thì lại không. Cây này thì không làm sao này. Đấy, cây này không làm sao này. Cây này không làm sao em. Thích thì nhà vườn họ thanh lý. Thậm chí có cây này là còn đẹp cũng không làm sao. Em thanh lý giá 290k 1kg nhá. Hàng này hàng rừng bóc. Các bác mua về làm giống nhá. 290 1kg. Giá rẻ sập giường luôn. Đấy. Thi thoảng mới có một vết nó xước hoặc là cắt lá, đầu lá nhá. Hàng nó không được long căn bản anh. Thì bây giờ họ phá vườn, họ thanh lý đến cho mình. Mình mua được rẻ. Đấy, dễ này các bác nhìn thấy chưa. Đấy. 290k 1kg nữa các bác nhá. Hạc đình đỏ môi tuyết nhà em cập bến nha các bác nhá. Hạc đình đỏ môi tuyết. Hàng này hàng cổ truyền đấy các bác nhá. Hàng hoa cổ truyền này.
Các bác nhìn ông đẹp không? Cây siêu to khổng lồ. Một cây như thế này nhá, bỏ lên cân nó tầm rơi vào tầm 10 11 cân nha các bác nhá. Siêu to khổng lồ luôn. Bác viết lên ra bê hộ em cho các bác đi xem với. Hàng đang có nụ nhá, một chậu của nó là trung bình là đôi 4 6 từ 5 6 cây trở lên. Và cây nào cũng có nụ nha các bác nhá. Nụ này. Đây, em cho các bác xem cây siêu to khổng lồ luôn. Ôi dồi, nặng lắm, phải tầm 10 11 cây. À 1 kg. Ôi dồi ôi, các bác nhìn thấy chưa? Siêu to khổng lồ luôn nhá. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Rồi, ok. Rồi. Siêu to khổng lồ luôn nhá, cây nào cũng có nụ nha các bác nhá. Đây, em cho các bác xem mặt hoa này. Nói là nó là gọi là hạc đỉnh môi tuyết vì tội cái cánh nó bay như cánh con hạc ấy các bác nhá. Cánh nó bay như cánh con hạc này. Cho nên là gọi là hạc đỉnh nhá. Đây, môi tuyết các bác nhìn thấy đẹp không? Hàng này chuẩn hoa Tết nhá các bác nhá. Chuẩn hoa Tết. Một chậu như thế này em chia sẻ đến các bác giá 420.000 một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship, các bác vui lòng cộng thêm tiền ship cho em. Nhà em không bao ship. Đây, em cái thứ nhất, cái thứ hai này, khi em đóng gói em vận chuyển cho các bác em sẽ cuộn hết băng dính xung quanh đây và những ngồng nụ này em sẽ cuốn giấy để cho nó bảo đảm bảo. Đây, thường thường là sau này nó sẽ phát triển lên một chậu, một cái gốc cây thì nó sẽ lên hai ngồng nụ. Nhưng hiện nay nó chỉ có bán ngồng nụ một chậu, em chỉ bảo hành được cho các bác là đang có 5 ngồng nụ trở lên. Cái thứ hai là cái khuyết điểm thứ hai đó là cây này nó rất là siêu to khổng lồ. Em đóng gói thì trong quá trình vận chuyển nó có thể nó xước xác những cái lá này hoặc nó gãy lá. Thì em các bác cũng thông cảm tại vì là sau này này, các bác nhìn thấy cái hoa chưa? Sau này mình còn phải cắt lá đi để cho cái hoa nó khoe được ra. Không mà nó cái lá nó che hết cái hoa, mình không nhìn thấy hoa. Nhá các bác nhá. Đấy, em nói đấy. 420.000 một chậu. Siêu to khổng lồ luôn. Về các bác sẽ cho vào cái đôn như thế này. Nó sẽ đẹp. Thẩm mỹ. Hoa Tết ở trưng bày phòng khách để tha hồ là các bác, các cụ ngắm nhá. Đây là hàng hoa cổ truyền. Đây là cái lô Vanda lá xếp nhá, hàng đang nụ hoa Tết nhá các bác nhá. Đây, các bác nhìn thấy bộ diễu dễ có yêu không? Hàng nó có rất là nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem mặt hoa này. Hàng em lấy hoa sổ số cho các bác nhá. Rất là nhiều mặt hoa, nói về cái dòng Vanda này thì cực kỳ sai hoa và cực kỳ thơm. Hoa nó sẽ nở quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Đấy, rất là nhiều mặt hoa. Các bác nhìn thấy chưa? Đây là cái hàng bên chủ vườn bên Thái này. Nhà em đứng chụp đấy. Hàng em nhập trực tiếp từ bên Thái nha các bác nhá. Một chậu như này nó đang có ngồng hoa này. Em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu luôn. Đây là cúng hoa cũ nhá. Em chia sẻ đến các bác giá là 160.000 một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship. Đây em cho các bác xem này. Cuống hoa cũ, cuống hoa mới nhá. Bộ rễ ngon chưa? Đấy. Em bán hàng có hoa. À em bán hàng có nụ, còn có bao nhiêu cái ngồng nụ thì em không đếm được, em chỉ bảo hành cho các bác có ngồng nụ thôi các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy siêu yêu thương cho. Có một cái khuyết điểm nho nhỏ là thi thoảng cái lá này nó có thiết bị vết vết một tí tí này đấy. Vết vận chuyển nhá. Thi thoảng tại vì cái hàng Vanda này không tránh khỏi. Nó là cái hàng rễ nó rất à lá nó rất là giòn. Cho nên là vận chuyển không tránh khỏi thi thoảng đấy các bác nhá. Nó nứt nứt một chút chứ em không bán hàng đẹp long lanh. Tránh tình trạng về các bác lại thắc mắc mấy em này nó cũng không hay. 160.000 một đệ em. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Hàng lá xếp nha các bác nhá. Hàng lá xếp. Yêu chưa? Đấy. Như là một rừng luôn. Hồ điệp lá biên lá phát tài của em về hàng nhá. Lá kẻ đây. Lá kẻ lá phát tài đây. Em cho các bác xem mặt hoa này. Cái hàng hồ điệp này nó chỉ có 3 mặt hoa thôi các bác nhá. Đấy. 3, 4, 4, 4, 5 mặt hoa quên mất. Đây này. Mặt hoa này này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Hàng này một cốc nó là trung bình là một cốc nó có 2 ngồng hoa nha các bác nhá. Một cốc nó có 2 ngồng hoa. Đây em cho các bác xem. Đây.
Nó cũng không to đại tướng lắm đâu nhá, nó bình thường thôi các bác ạ. Đây nó bình thường thôi. Hàng này em bán chia sẻ với các bác, em bán combo là 450.000 5 cốc. Em bán combo 450.000 5 cốc. Và em không bao ship. Khi các bác lấy 1 cốc thì là em tính là 100.000 1 cốc. Và em cũng đi đơn từ 3 cốc trở lên nhé các bác nhá. Hàng này, cái hàng hoa, nói về cái dòng giống hồ điệp này thì nó cũng tương tự như nhau. Hoa nó nở thì tầm 3-4 tháng nó mới tàn các bác nhá. Nó tàn. Đây em cho các bác xem bộ rễ này. Siêu yêu thương luôn. Đấy. Về các bác mua nên mua nên nhiều cốc về mình ghép ra ấy. Mình ghép ra thì trong nó trong cái chậu cây nó sum xuê hơn. Về các bác ghép thì các bác cứ đẩy cái cốc nhựa này ra là các bác ghép xuê theo rêu mới sơ dừa nha các bác nhá. Siêu yêu thương luôn. Đẹp lắm cơ. Lá biên lá phát tài nhá. Em lại vừa về thêm một cái lô đai châu mít rụt rịt. Mít rụt rịt nhá các bác nhá. Nhìn các bác nhìn có đáng yêu không này. Mít rụt rịt nhá. Này. Rồi ôi đáng yêu chưa, mít lắm ấy. Hàng này lô này nó chủ yếu nó là màu hoa sắc pháo và màu đỏ nhung nhá các bác nhá. Sắc pháo và đỏ nhung. À, đỏ đốm có nhưng mà ít lắm các bác nhá. Đốm có nhưng mà ít lắm, không nhiều. Chủ yếu nó màu sắc pháo với màu đỏ nhung. Đấy. Đây các bác nhìn thấy nụ đáng yêu không? Đỏ đây này, các bác nhìn thấy chưa? Nụ đỏ luôn đây. Chậu nào cũng có nụ nhá, em bán hàng nụ nhá các bác nhá. Hàng em bao đẹp, bao lỗi lá lên cho mọi người. Một chậu như này em chia sẻ đến các bác giá 460.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em tiền ship. Đây này các bác nhìn thấy chưa? Nụ đẹp không? Hàng nó từ xem nào, tôi 4 6 cặp lá trở lên nhá các bác nhá. Tôi 4 5, hàng nó từ 5 cặp rưỡi đến 6 cặp lá trở lên các bác nhá. Em bán 460.000 một chậu. Hàng này lô được, lô này em nhập được cực kỳ là rẻ luôn. Ồ, đây các bác nhìn thấy nụ hoa chưa? Đỏ chót luôn. Giá siêu yêu thương luôn. Từ 5 cặp rưỡi lá trở lên. Lá cực kỳ to luôn các bác nhá. Đấy. 460.000 một em. Giá trên cũng chưa bao gồm phí ship. Hàng em bao đẹp, bao lỗi lá đến cho các bác. Lâu này em nhập cực kỳ là rẻ. Hàng này như năm ngoái này em bán là phải 800 một chậu, đến 800 đến 1 triệu một chậu. Năm nay Covid thì hàng này em mua được rẻ, em bán rẻ. Chia sẻ đến các bác mọi người cùng hưởng lợi một chút. Và đây em tiếp tục em thanh lý cho đến cho các bác cái hàng đai châu Thái. Hàng đang nụ hoa Tết nha các bác nhá. Rất là nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đốm này, hồng cánh sen này. Đấy. À, cánh trắng lưỡi hồng này. Rất là nhiều loại, cam nửa này, đỏ đốm này, đỏ nhung này. Đấy, trắng này. Nhiều màu vân vân, rất là nhiều màu. Hàng em bán hàng sổ số nha các bác nhá. Hàng em bán sổ số. Hàng đang có nụ rồi. Em bảo hành cho các bác cây nào cũng có nụ. Đây các bác nhìn thấy nụ chưa? Siêu nụ luôn, ba nụ này. Đây này em chưa cả vạch ra đếm, chứ nếu vạch ra đếm nó sẽ nhiều hơn này. Nụ này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Nụ yêu chưa? Em thanh lý vì tội gì? Thi thoảng thôi mới tìm thấy có một cái vết này. Hàng cuối năm rồi. Em nhập nhiều về nhiều em sẽ bán thu hồi vốn. Thi thoảng có một vết một chút là cắt đầu lá hoặc lỗi vận chuyển. Đấy là thi thoảng mới có, chứ em không bán hàng đẹp nhá. Tại gói là thi thoảng thôi. Một chậu như thế này, em chia sẻ đến các bác hàng từ 4 cặp lá rưỡi trở lên. Em chia sẻ đến các bác giá cực yêu luôn. 400.000 ba chậu. 400.000 ba chậu em bán giá sập rẻ sập nhà luôn. Và hàng em không bao ship nhá. Hàng em không bao ship. Đây, cây này ba nụ, các bác nhìn thấy chưa? Em không nói sai các bác một tí nào luôn. Cây này cũng ba nụ này. Đấy. Đấy này em còn chưa vạch ra ấy. Vạch ra khi nó còn 4 nụ ấy. Thì em không ấy. Đây này, các bác nhìn thấy nụ chưa? Nụ sai chi chít, cây này cũng ba nụ này. Em bán, em nói lại các bác nhá. Em bán hàng nụ. Chứ em không đếm hàng có bao nhiêu nụ cho các bác nhá. Em không đếm hàng bao nhiêu cái nụ cho bác. Các bác. Đây này, cây này cũng 4 nụ này. Tại vì vạch ra này nó rất là mất thời gian. Và nó sẽ hỏng cây. Đấy, nụ này các bác nhìn thấy chưa? Nụ đấy. 400.000 ba nụ, ba cây. Giá rẻ sập nhà luôn. Hôm nay em chơi lớn với các bác.
chơi lớn luôn. Hàng em không bao ship nhá các bác nhá. Hàng em không bao ship. Hàng từ 4 cặp đá rưỡi trở lên. Và đây là cái lô hồ điệp nhá. Hồ điệp đại siêu siêu hoa. Một bông như thế này. Nó một cái cần bông như này sau này nó sẽ phát triển nên nó nở vào 16 17 bông hoa. Hàng này hàng đại nhá các bác nhá. Hàng to đại. Hôm nay em sẽ thanh lý vì tội gì? Em đặt nhà vườn là hàng 3 ngồng, họ chuyển nhầm cho em sang là hàng 2 ngồng. Cho nên là em bán thanh lý. Đây, em cho các bác xem này. Hàng to đại nhá các bác nhá. Hàng to đại. Hàng đang có ngồng, mỗi một chậu là 2 ngồng nhá các bác nhá. Mỗi một chậu là 2 ngồng. Hàng rất là nhiều màu hoa. Siêu to đại tướng này. Đấy, lá mít nhá. Hàng này em thanh lý đến các bác là giá cực kỳ yêu luôn, 880.000 một cốc. 80.000 một cốc và em ship từ 3 cốc trở lên nhá. 3 4 cốc trở lên chứ em không ship ít. Ship ít thì hàng đã là hàng thanh lý rồi. Em không có công. Mặt hoa thì rất là nhiều mặt hoa đây các bác này. Em sẽ nhặt mặt hoa sổ số cho các bác nhá. Em sẽ nhặt mặt hoa sổ số. Mình nên mua nhiều. Nhiều chậu, 5-7 chậu về để mình ghép, chúng ta sẽ ra một cái chậu như thế này. Siêu đẹp luôn. Đấy, ra 16-17 bông hoa đấy. Cái cần hoa nó rất dài. 16-17 bông đây các bác nhìn thấy chưa. 80.000 một cốc. Và em đi đơn từ 3 cốc trở lên nhá. Hàng em không bao ship nha các bác nhá. Hàng không bao ship. Cho nên là mọi đơn hàng các bác cộng thêm tiền ship cho em. Có một cái lưu ý nho nhỏ là cái cây này này, nó không được lá nó không được đẹp, thi thoảng nó bị lỗi một chút lá như này nha các bác nhá. Thi thoảng nó bị rách rách một tí lỗi vận chuyển. Đấy, em bán hàng hoa chứ em không bán hàng lá. Cho nên là nó sẽ lỗi một chút chút nha các bác nhá. Các bác cũng thông cảm cho em. Đấy, lỗi vận chuyển. Sơn thủy tiên nha các bác nhá. Chuẩn hoa sơn thủy tiên em bảo hành cho các bác nhá. Hàng này là hàng nó có hai mặt hoa, hàng trồng thuần rồi các bác nhá. Một là cái mặt hoa họng đen này. Đấy các bác nhìn thấy tay em đây này. Một hoa họng đen, hai là hoa họng vàng nhá. Tất cả hoa đều đang nở tại nhà em nha các bác nhá. Hoa tất cả những cái hoa mẫu em cho các bác xem là đều nở tại nhà em rồi. Bảo hành là sơn thủy tiên. Cái giống sơn thủy tiên là cái cần hoa nó rất dài, sai bông và rất thơm. Đây em chia sẻ với các bác, nó có hai loại cây này. Một loại cây củ siêu to khổng lồ thì nó sẽ ít thân hơn. Đây nó như thế này. Là củ siêu to khổng lồ nhá. Đấy, còn một cái loại củ nó nhỏ hơn thì cái chậu nó sẽ nhiều thân hơn. Đây chậu nhỏ hơn thì củ nhỏ hơn thì nó sẽ nhiều thân hơn. Các bác mua về làm giống, các bác cứ thích to cũng được, thích nhỏ cũng được. Em chia sẻ đến các bác giá 220k một em. Giá trên cũng chưa bao gồm phí ship nhá. Hàng này hàng trồng thuần rồi các bác nhá. Em mua được cái vườn họ phá đi để họ trồng hàng mới thì nó mới có cái giá này. Chứ còn lúc trước là em toàn bán 300 mới hơn 300 đấy. Các bác nhìn thấy yêu không? Củ to này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đây là dạng củ to nhá. Thì nó sẽ ít củ hơn cái hàng củ nhỏ. Củ nhỏ thì nó nhiều cây hơn. Đấy mình mua về làm giống thì mình mua loại nào cũng được. Hàng phá vườn mới có cái giá đấy nhá. 220k một em. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Lá nhựa nha các bác nhá. Lá nhựa. Chuối ngọc điện biên nhá. Hay còn gọi là thắt đốt cho các bác nhá. Hàng này thì hoa nếu mà nó sớm thì nó sẽ nở tết cho mình. Còn không là nó rơi vào tầm tháng 2. Em cho các bác xem này. Cánh tím mắt đen nhá các bác nhá. Mặt hoa đây cánh tím mắt đen này. Một chậu như thế này. Em chia sẻ với các bác. Giá cực kỳ rẻ luôn. 200k. Hôm nay em mua được cái hàng... mấy kilo này, hàng phá vườn đấy, giá rẻ. 200k một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Thắt đốt khi mấy nữa là khi nó sẽ rụng hết lá đi, nó sẽ ra ở những cái này. Những cái này này, thắt đốt, thế cho nên là người ta gọi là thắt đốt. Còn một cái tên đấy là chuỗi ngọc điện biên nha các bác nhá. 200k một em. Mặt hoa cực kỳ đẹp luôn. Hoa thơm nha các bác nhá. Đấy, 200k một em nha các bác nhá. Hoàng phi hạc hoa đổi màu nha các bác nhá.
Cây béo ngậy luôn các bác nhìn này. Ui dồi ôi, to hơn cả ngón chân cái ấy, các bác nhìn xem. Này, các bác nhìn xem, to hơn ngón tay cái em rất nhiều, phải to bằng ngón chân cái. Hàng nhá, có cây đang bói hoa rồi, các bác nhìn này, mắt đen nhá. Các bác nhìn em chưa, cây đang bói hoa rồi nhá, mắt đen nhá. Đấy, cây bói hoa này, có cây thì nó đã gai gai nụ lên rồi. Đây em cho các bác xem gai nụ lên rồi đây. Các bác nhìn thấy chưa, gai đây này, đấy, gai nụ đây này, đấy. Một chậu như thế này nó có cả thân dài, thân ngắn. Hàng siêu béo ngậy luôn. Em chia sẻ đến các bác giá 300k nhá. Một chậu nó trung bình nó 6-7 thân trở lên. Phỉ hơn ý. Xem là đôi bao nhiêu. Đôi 4, 6, 8. Tầm 10 thân. Đôi 3 này. 5, 7, 10 thân. Tầm 10 thân trở lên. 9-10 thân nhá. Tầm 9-10 thân. Hàng siêu béo ngậy luôn. Em chia sẻ đến các bác giá 300k nhá. Giá trên cũng chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm tiền ship cho em. Đây, mặt ra bói đây các bác nhá. Họng đen nhá. Đây các bác nhìn này. Đây, còn đây là hoa mẫu đây nhá. Còn đây hoa thực tế đây các bác nhìn này. Đấy, nó có sẽ có nhiều mặt hoa. Mặt hoa này. Đây, lưỡi vàng nhá. Trắng lưỡi vàng. Còn tím lưỡi đỏ nhá. Trắng lưỡi vàng, tím lưỡi đỏ. Còn vàng mắt đen đây các bác nhá. Nó có sẽ có 3 mặt hoa. Hàng siêu béo ngậy luôn. 300k một em. Trên một chậu nó sẽ có thân dài, thân ngắn các bác nhá. Chậu nào cũng siêu béo ngậy luôn các bác nhìn này. Ui dồi ôi, đẹp lắm ấy. Đây em để xuống đất cho các bác xem này. Siêu béo ngậy luôn. 300k một em. Đây nhỉ, các bác nhìn này. Về rất là nhiều, nằm ngả nằm nghiêng luôn. Béo lắm ấy. Đây. To bằng ngón chân cái em luôn. Đây là cái mặt hàng nhá. Mặt hàng này mặt hoa siêu hot, giá thì cũng siêu bình dân luôn. Cho nên là ai cũng chơi được. Đai châu hồng cánh sen nha các bác nhá. Em cho các bác xem này. Mặt hoa này rất đang hot, rất là nổi tiếng. Tết ở nhà mình treo một cái màu này thì gọi là trông nó rất là phong thủy luôn. Hồng cánh sen nha các bác nhá. Chuẩn mặt hoa, em bảo hành mặt hoa cho các bác. Hàng đang có nụ nha các bác nhá. Hàng đang có nụ. Đây em cho các bác xem nụ đây, các bác nhìn thấy chưa? Một bảng như thế này. Em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu luôn. Có móc sẵn này nhá. Đây. Móc sẵn này này. Mình lên mua một miếng về thì ví dụ các bác nào mà gọi là tiền mình chỉ có vậy thôi thì mình mua một miếng này. Đấy, hoặc là mình mua hai miếng mình ốp vào với nhau, hoặc là mình mua mấy cái mình sẽ thả vào một cái chậu. Đây em đo cái chiều dài bản lá nó cũng nhỏ xinh chứ nó không to đâu các bác nhá. Nó nhỏ xinh, nó không to đâu. Đấy em đo này các bác nhìn thấy chưa. Một bảng như này em chia sẻ với các bác cực kỳ giá cực kỳ bình dân luôn. Đai châu hồng cánh sen 190k một bảng nha các bác nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship. 190k một em. Nụ này. Em bán hàng cây nào cũng có nụ cho các bác nhá. Đấy nụ này. Cây nào cũng có nụ. Em bán hàng nụ cho các bác. Đây. Đấy các bác nhìn thấy chưa. Em chỉ có thể là báo hàng các bác là có nụ thôi, chứ em không thể cây nào em cũng vạch ra em đếm cho các bác là mấy nụ nha các bác nhá. Thường thường nó đã lên để ít nhất bao giờ nó cũng sẽ có hai nụ, cây nào cũng thế, nó lên sớm lên muộn thôi. 190k một em nhá. Đai châu chuẩn hồng cánh sen luôn. Em có ít thì cũng không có nhiều đâu. Mua mãi dành nhau, mua mãi bên Thái mới mua được cái này đấy. Mà giá nhập bên Thái mới có cái giá như này các bác ạ. Tiếp em giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa. Và đây tiếp tục em giới thiệu với các bác cái lô Vũ Nữ Hoàng Hậu, hàng nhập khẩu trực tiếp từ Thái nhá các bác nhá. Các bác nhìn thấy bộ rễ trông nó có siêu yêu thương không? Quá yêu thương luôn ý. Đây em cho các bác xem này. Ôi dồi ôi, đẹp chưa? Đấy. Một chậu như này nó có trung bình từ 4-5 củ trở lên nhá. 4-5 củ từ lên trở lên. Lá sọc nhá các bác nhá. Các bác nhìn đi, lá sọc đây này. Lá vân sọc nha các bác nhá. Đấy. Lá vân sọc. Em cho các bác xem mặt hoa. Hàng đẹp long lanh luôn cho các bác. Mặt hoa đây. Hàng này là Vũ Nữ Hoàng Hậu xanh nhá. Vũ Nữ Hoàng Hậu xanh. Các bác nhìn thấy mặt hoa có yêu không? Nó đây này. Khi nó sẽ ra hoa, nó sẽ ra hàng hoa hàng chùm như thế này.
Hoa nó nở từ tháng 3 dương lịch trở đi nha các bác nhá. Hoa thì cực kỳ thơm, cực kỳ bền. Nó chơi vào tầm được khoảng hơn một tháng các bác ạ. Chơi tầm hơn một tháng. Hơi mà hơn một tháng vẫn chưa tàn. Mà hoa thì cực kỳ thơm. Một chậu như thế này em chia sẻ với các bác giá cực kỳ rẻ luôn. 150k. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Các bác vui lòng cộng thêm cho em phí ship vào cho em. Đấy. Siêu đẹp luôn. Đấy, cái này về thì các bác sẽ sang cho mình một cái chậu to hơn để cho nó cây nó sẽ đẻ con, nó đẻ được phát triển được. Đẻ được nhiều con thì mình sẽ được một cái giò to. Siêu đẹp luôn. Bao la bát ngát luôn. Em giới thiệu tiếp đến các bác, đây là cái lô giả hạt Pháp hoa Tết nhá. Hàng hoa chuẩn Tết. Bây giờ có một số cây nó đã vàng lá và nó đã ra hoa bói ở đầu ngọn cây. Đây các bác nhìn thấy chưa? Nó đã ra bông hoa bói nhá. Hoa bói đây rồi này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Hoa bói thực tế đây nhá các bác nhá. Cánh lá và kẻ này, mắt vân mũi trắng này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Hoa này thì nó có thể nó ra một bông đậm hơn hoặc màu sắc nó đậm đà hơn. Đây là nó hoa bói thì nó sẽ ra nó hơi nhạt nhạt, nhưng mà cái cánh nó sẽ kẻ này, mắt nó sẽ vân như là y như thế này nhá. Hàng bây giờ nó đã thắt ngọn và nó vàng lá để xuống lá nó chờ hoa. Khi nó ra hoa thì nó sẽ hoa nó sẽ phun từ gốc đến ngọn như thế này các bác ạ. Đây em cho các bác xem này, ảnh hoa mẫu đây. Đây là nó chỉ ra hoa bói, nó chỉ ra. Đấy các bác nhìn thấy đẹp không? Hoa bói nó chỉ ra bói đầu bông thôi. Đấy. Một chậu như thế này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 150.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Các bác vui lòng cộng thêm cho em phí ship vào đây cho em ạ. Nhà em không bao ship. Một chậu như này em chia sẻ lại cho các bác là giá 150.000. Đây. Hàng đấy bây giờ nó thắt hết ngọn rồi, nó đang vàng lá là rụng lá chờ hoa nhá. Một cái lưu ý nữa các bác hộ, lưu ý hộ em khi em vận chuyển cho các bác, em sẽ bịt cái gốc cây này để vận chuyển cho nó tránh nó bung giá thẻ. Khi về các bác nhận hàng, các bác sẽ lấy cái kéo cắt nhẹ cho em, cắt nhẹ cho em rồi mình nâng nhẹ nhàng lên, chứ tránh đừng cầm tình trạng cái tình trạng là cứ cầm nhấc lên như này là hỏng hết rễ cây nha các bác nhá. Đây này các bác nhìn này, rất nhiều cây đang ra hoa bói đây này. Đấy. Các bác nhìn thấy lá kẻ đẹp không? Hoa bói này. 150k một em nhá. Đấy các bác mà muốn chơi sai hoa, mình sẽ mua lên 2 3 chậu về mình ghép thành một chậu to đại tướng luôn. Tết treo là thơm nức cả nhà luôn. Trầm cổ hoa Tết các bác nhá. Siêu trầm luôn. Thân nù béo ngậy này các bác nhìn này. Đây, thân nù béo ngậy nhá. Hàng đã thắt ngọn rồi các bác ơi. Thắt ngọn có nghĩa là nó cây nó sẽ thắt ngọn, nó dừng và nó không phát triển nữa. Nó không phát triển nữa. Sau đó nó sẽ vàng lá đây. Ví dụ như có những cái cây này nó vàng lá nó rụng hết thì nó sẽ mọc hết những cái nụ đây. Hoa nó sẽ phun từ gốc đến ngọn. Đây. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Ui dồi ôi, siêu thơm luôn. Các bác nhìn sai hoa không? Trầm cổ nhá. Hoa màu tím đỏ. Rất là phong thủy mà rất là thơm luôn. Cái này các bác lên làm vài chậu. Mình treo ở phòng khách này. Hoặc là cầu thang, nhà bếp đều được. Một chậu như này em bán là một chậu. Thí dụ như là chậu hai thân này. Hai thân thì nó sẽ dài hơn cái chậu ba thân một chút. Em bán 190.000 một chậu hai thân. Đây. Mầm non có một số cây mầm non ở gốc nó đã lên rồi các bác nhá. Một số cây mầm non đã lên rồi. Một chậu hai thân là 190.000. Chậu ba thân. Chậu ba thân là 220.000. Giá trên là em không chưa bao gồm phí ship nhá các bác nhá. Thân nù béo ngậy. Chiều cao trung bình của nó đặt từ chiều cao là tầm
Thân nào thân trung bình thì 40 cm, mà thân ngắn thì tầm 35 cm. Thân cao nó rơi vào tầm 50 hoặc trên 50. Ví dụ như cái chậu này này, nó sẽ so le này. Thân cao nó rơi vào tầm 60 và thân ngắn nó rơi vào tầm 40-35 nhá. Đấy, thi thoảng mới có cái thân nào mà nó chậu nó không được đều cây ấy, nó cao vọt lên thì nó mới lên được 60 phân đấy nhá. Còn nó cứ trung bình. Em bán theo chậu các bác nhá. 2 thân thì 190.000 và 3 thân là 220.000. Đây, ví dụ như cái chậu này, cái thân cao nhất thì nó rơi vào tầm 55. Đây, thân bé nhất thì nó rơi vào tầm 35. Em cứ nói vậy ha. Có khi nó hơn nhưng mà em chỉ nói vậy thôi. Siêu hoa tét nhá, cực kỳ thơm luôn. Sau đây em tiếp tục giới thiệu với các bác một số mặt hàng nữa.